cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã an nghỉ, nhưng lò lửa vẫn cháy rực. Đây là di sản khổng lồ ông để lại. Chào đồng bào, tôi đi công tác. Chuyến đi này chắc chắn sẽ lâu. Xin bà con cố nén buồn sầu. Có thương tôi, hãy vững lòng yêu nước. Ai cũng sẽ đi, chỉ là tôi đi trước. Giấc mộng tương lai, xin tiếp tục dựng xây. Nếu có thương tôi, hãy gắng nhớ lời này. Danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất. Vâng thưa quý vị, trong những ngày này, cả nước đang chìm trong không khí tiếc thương vô hạn. Bài thơ trên chạm đến trái tim của hàng triệu triệu người dân Việt. Hình ảnh vị Tổng Bí thư với trang phục giản dị, mái tóc bạc phơ, ánh nhìn cương định nhưng hiền hậu, có lẽ mãi mãi đọng lại trong tâm trí mọi người như một di sản tinh thần vô giá, một hình mẫu tuyệt đẹp về người lãnh đạo cống hiến cả cuộc đời vì nước, vì dân. Nhắc đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có lẽ điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí hàng triệu triệu người dân đất Việt chính là những chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn do ông khởi xướng từ năm 2013 cho đến nay. Những chiến dịch này được dư luận cả nước đặt cho một biệt danh vang dội, chiến dịch đốt lò. Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Câu nói này đã trở thành biểu tượng cho quyết tâm của ông trong việc diệt trừ tham nhũng. Để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư và tri ân những di sản to lớn của ông, hãy cùng đội ngũ kênh Việt Sử Toàn Thư điểm lại một vài chiến dịch đốt lò tiêu biểu nhất trong những năm qua, đồng thời tìm hiểu những tư tưởng và bài học quý giá ẩn chứa sau cuộc chiến chống tham nhũng quyết liệt và vô cùng cân não mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khởi xướng và kiên định thực hiện. Nước mắt của Tổng Bí thư rơi vào lịch sử. Còn nhớ trong một phiên thảo luận về kinh tế xã hội của Quốc hội, sáng ngày 2 tháng 11 năm 2015, đại biểu Quốc hội Lê Nam, Thanh Hóa đã có một số ý kiến về tình hình chống tham nhũng trong bộ máy nhà nước. Theo ông Nam, dư luận quần chúng nhân dân có nhiều người bức xúc vì cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng 10 năm qua vẫn chưa có nhiều chuyển biến. Những bức xúc trên có nguyên nhân khách quan, song cũng có những nguyên nhân rất lớn thuộc về trách nhiệm các bộ trưởng, những người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương và cả trách nhiệm người đứng đầu Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ này, ông Lê Nam nhấn mạnh. Đại biểu Lê Nam mô tả rằng, nhiệm kỳ này chúng ta đã chứng kiến nước mắt của đồng chí Tổng Bí thư rơi vào lịch sử. Quả thật, trong phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa 11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dường như đã rất xúc động khi phát biểu về các hạn chế, khuyết điểm chưa được làm rõ thực chất, mức độ, địa chỉ cụ thể, ai phải chịu trách nhiệm, và đề nghị Ban chấp hành Trung ương cho được một hình thức kỷ luật và xem xét kỷ luật đối với một đồng chí ủy viên Bộ Chính trị. Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã nghiêm túc tự phê bình và thành thật nhận lỗi trước Ban chấp hành Trung ương về những yếu kém tồn tại trong công tác xây dựng Đảng, những suy thoái tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây có thể coi là một trong số không ít lần trong suốt 11 năm đảm nhiệm vị trí trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực từ năm 2013. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành những lời khen ruột để nói về nhiệm vụ chống tham nhũng tiêu cực của Đảng. Nhắc đến quyết tâm chống tham nhũng của ông, không ai quên được câu nói bất hủ của cố Tổng Bí thư. Tôi đã nhiều lần nói rồi, nay xin nhắc lại. Những ai có tư tưởng ấy thì hãy đứng sang một bên để người khác làm. Tất cả chúng ta, nhất là những người trực tiếp làm công tác tổ chức cán bộ, phải có ý chí quyết tâm cao, có tấm lòng trong sáng, có con mắt tinh đời, đừng nhìn gà hóa quốc, đừng thấy đỏ tưởng là chín. Theo ông, chống tham nhũng là vấn đề rất lớn. Tham nhũng là bệnh của những người có quyền, có chức và nắm trong tay tiền của. Tại cuộc họp của Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 10 tháng 4 năm 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ khi dư luận lo ngại công cuộc chống tham nhũng sẽ làm nhụt chí cán bộ. Theo ông, chính việc làm tốt công tác xây dựng Đảng, phát huy ưu điểm chống thoái hóa biến chất đã thúc đẩy các nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Có ý kiến cho rằng phải làm cẩn thận để tránh nhụt chí, không ai muốn làm, nhưng rõ ràng tư tưởng đó là sai. Tôi đã nói, nếu ai cảm thấy nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm, Tổng Bí thư nhấn mạnh. Tháng 1 năm 2019, khi chủ trì phiên họp thứ 15 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định quyết tâm chống tham nhũng với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Theo ông, công tác phòng chống tham nhũng đã trở thành xu thế phong trào.
phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 11, khóa 12, ngày 12 tháng 10 năm 2019, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắc đến số lãnh đạo cấp cao bị kỷ luật từ đầu nhiệm kỳ và chia sẻ: "Thật đau xót, nhưng không thể không làm, không có cách nào khác. Tất cả vì sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước, của nhân dân." Những phát biểu trên có thể phần nào thể hiện quyết tâm tiễu trừ tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Một vài con số mà người dân không thể không thấy ấn tượng về vị Tổng Bí thư của lòng dân: 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng, trong đó 11 năm gắn với trọng trách trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thưa quý vị, cố Tổng Bí thư đã dành nhiều tâm huyết, kiên quyết thực hiện hàng loạt chiến dịch quy mô lớn, khui ra vô số đại án và xử lý nghiêm những người liên quan. Chiến dịch đốt lò đã lật tẩy hàng loạt đại án tham nhũng, đưa vô số cán bộ, quan chức ra vành móng ngựa. Quý vị hãy bình luận ý kiến về các vụ đại án nằm trong chiến dịch đốt lò chấm tham nhũng mà chúng tôi tổng hợp ngay sau đây. Vụ việc nào theo quý vị đã bị xử lý nghiêm, đúng người, đúng tội? Viện Sử Toàn Thư luôn lắng nghe và cảm ơn các ý kiến của quý vị khán giả theo dõi kênh. Chúng ta hãy cùng nhau trao đổi để xây dựng một cộng đồng hiểu biết và nhân văn, cập nhật các thông tin sâu sắc và đa chiều về lịch sử chính trị Việt Nam. Hàng chục ủy viên Bộ Chính trị bị kỷ luật, ra tòa, buộc phải từ chức. Ngày 1 tháng 2 năm 2013, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng được thành lập với mục tiêu chính là đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực trong Đảng và Nhà nước. Trải qua 7 năm, nhiều vụ việc lớn đã được phát hiện và xử lý, trong đó có hàng chục ủy viên Bộ Chính trị bị kỷ luật, nhiều ủy viên Bộ Chính trị từ chức, nhiều người dính vòng lao lý. Có thể điểm qua một số đại án liên quan đến các ủy viên Bộ Chính trị thoái hóa biến chất gây rúng động dư luận. Số 1. Ông Đinh La Thăng nhận án kỷ luật và dính vào vòng lao lý vì những sai phạm liên quan đến PVN, đấu thầu quyền thu phí cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Ông Đinh La Thăng, từng là ủy viên Bộ Chính trị và bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, đã bị kỷ luật và chịu án tù lên đến 30 năm vì những sai phạm nghiêm trọng trong quản lý kinh tế tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN. Có thể nói, các vụ án liên quan đến Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh cùng các đồng phạm tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là những đại án tham nhũng lớn được đưa ra ánh sáng trong nhiệm kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị, liên quan đến nhiều vụ án diễn ra ở PVN và các công ty con gây thất thoát tổng cộng lên tới 2.000 tỷ đồng. Cụ thể hơn, những sai phạm của Đinh La Thăng xảy ra khi ông đương chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 2 năm 2016. Theo báo cáo, dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chủ đầu tư đã ứng ngân sách nhà nước hơn 9.800 tỷ đồng để triển khai. Việc bán quyền thu phí là bán tài sản của nhà nước. Với vai trò bộ trưởng, người đứng đầu được giao quản lý tài sản, ông Thăng đã ký văn bản đề nghị tìm kiếm đối tác để bán quyền thu phí. Cáo trạng xác định, ông Thăng nắm rõ các quy định của pháp luật về quản lý tài sản nhà nước và chuyển giao quyền thu phí, nhận thức rõ đây là tài sản đặc thù có giá trị đặc biệt lớn. Tuy nhiên, ông Thăng đã làm trái với quy định của nhà nước. Đến cuối tháng 12 năm 2013, công ty Yên Khánh do Đinh Ngọc Hệ thành lập được công bố trúng thầu mua quyền thu phí cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương 5 năm với giá 2.004 tỷ đồng. Sau khi trúng đấu giá quyền thu phí, Hệ có nhiều hành vi cắt giảm, che giấu doanh thu nhằm chiếm đoạt, gây thất thoát hơn 725 tỷ đồng. Vụ án thứ hai liên quan đến Đinh La Thăng là việc ông bị cáo buộc chỉ đạo cho nhà thầu PVC không có năng lực thực hiện dự án Ethanol Phú Thọ. Mặc dù biết PVC chưa từng thực hiện dự án nào về lĩnh vực ethanol, nhưng từ trước khi triển khai lựa chọn nhà thầu, với vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVN, Đinh La Thăng đã chủ trì nhiều cuộc họp để định hướng việc giao thầu cho PVC theo đề nghị của bị can Trịnh Xuân Thanh. Cáo trạng xác định dự án ethanol Phú Thọ gây thiệt hại lên tới 543 tỷ đồng. Ngoài ra, sai phạm của ông Thăng còn được xác định trong vụ án PVN góp vốn vào Ocean Bank. Ông Thăng bị cáo buộc ký kết thỏa thuận để PVN góp vốn vào Ocean Bank trái thẩm quyền, không đúng chức năng. Thỏa thuận này là tiền đề để đưa ra các nghị quyết về việc góp vốn sau này. Hậu quả là PVN bị thất thoát số tiền lớn lên đến 800 tỷ đồng. Tổng hình phạt dành cho các bị cáo lần lượt là Đinh La Thăng nhận mức án 30 năm tù giam, Trịnh Xuân Thanh nhận án tù chung thân,
các bị cáo khác nhận mức án từ 36 tháng tù treo đến 6 năm 6 tháng tù giam. Những vụ án này là minh chứng rõ nét cho quyết tâm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc chiến chống tham nhũng, đưa những kẻ lạm dụng quyền lực và tham nhũng ra ánh sáng, đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong xã hội. Số 2, ông Hoàng Trung Hải nhận án kỷ luật cảnh cáo năm 2020. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, ông Hoàng Trung Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã bị kỷ luật vào năm 2020 do những vi phạm trong quá trình chỉ đạo và quản lý các dự án lớn của nhà nước gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản công và uy tín của Đảng. Trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình chỉ đạo thực hiện dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2, công ty gang thép Thái Nguyên, dự án TISCO 2. Cụ thể là thiếu trách nhiệm, không xem xét, cân nhắc thấu đáo ý kiến của các bộ ngành, cho ý kiến không rõ ràng, thiếu chặt chẽ, không đúng hợp đồng EPC số 01, không đúng quy chế làm việc của Chính phủ đối với việc xem xét một số phát sinh về giá vật liệu xây dựng, điều chỉnh giá trị hợp đồng gói thầu EPC số 1 của dự án TISCO 2 và tăng chi phí phần C của hợp đồng, cho ý kiến điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án TISCO 2 và vay vốn tín dụng ưu đãi, vi phạm quy định về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà nước. Thiếu kiểm tra và chỉ đạo kiểm tra theo quy chế làm việc của Chính phủ nên không phát hiện được việc TISCO tách phần C ra khỏi hợp đồng EPC số 01 và giao cho Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam thực hiện, làm thay đổi bản chất và phá vỡ nguyên tắc quản lý hợp đồng EPC nói trên. Đồng ý cho TISCO thanh toán các khoản chi phí trả cho MCC không đúng với hợp đồng EPC số 01 của dự án TISCO 2. Kết luận nêu rõ, những vi phạm khuyết điểm nêu trên của đồng chí Hoàng Trung Hải là nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí, đến mức cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của đảng. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và quá trình công tác, đóng góp của đồng chí đối với đảng, nhà nước, căn cứ quy định số 102 QĐTW ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Trung Hải bằng hình thức cảnh cáo. Số 3, ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị từ chức do liên quan vụ án chuyến bay giải cứu. Ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông Minh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10, dự khuyết từ tháng 4 năm 2006 đến tháng 1 năm 2009, chính thức từ tháng 1 năm 2009, 11, 12, 13, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, 13. Ngày 30 tháng 12 năm 2012, ông Phạm Bình Minh đã có đơn xin thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết thống nhất. Ông Phạm Bình Minh được cho là đã từ chức do chịu trách nhiệm người đứng đầu với đại án chuyến bay giải cứu, vụ án dính líu đến rất nhiều quan chức ngành ngoại giao. Từ giữa đến cuối tháng 3 năm 2020, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 lây lan, Việt Nam tạm ngừng các chuyến bay thương mại quốc tế. Kể từ đó, người lao động, chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam làm việc và người Việt Nam ở nước ngoài muốn về nước thì phải đi bằng các chuyến bay giải cứu hay còn được gọi là chuyến bay hồi hương. Khi đại dịch COVID-19 lây lan nhanh chóng trên thế giới, Việt Nam đã tổ chức nhiều chuyến bay giải cứu công dân mắc kẹt ở nước ngoài. Ngày 10 tháng 12 năm 2021, trong buổi tọa đàm mở cửa du lịch phục hồi kinh tế, có thông tin cho rằng một gói combo về nước có thể lên đến 240 triệu đồng. Trên nhiều diễn đàn, nhiều người Việt ở nước ngoài chia sẻ kinh nghiệm về nước bằng cách lách sang Campuchia. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao cung cấp đầu tháng 12 năm 2021, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, các cơ quan chức năng Việt Nam trong và ngoài nước đã tổ chức hơn 800 chuyến bay, đưa gần 200.000 công dân Việt Nam từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ về nước an toàn. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến phàn nàn giá vé các chuyến bay nhân đạo đưa công dân về nước khá cao so với bình thường. Trả lời việc này, các hãng bay khẳng định không đặt nặng vấn đề lợi nhuận, giá vé cao là do phát sinh nhiều chi phí khác. Đến ngày 27 tháng 1 năm 2022, Bộ Ngoại giao đã đưa ra quyết định đình chỉ công tác đối với 4 cán bộ Cục lãnh sự, gồm Cục trưởng Nguyễn Thị Hương Lan, Phó Cục trưởng Đỗ Hoàng Tùng, Chánh văn phòng Cục Lê Tuấn Anh và Phó trưởng phòng Bảo hộ công dân Lưu Tuấn Dũng để phục vụ công tác điều tra.
Cùng ngày, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam 4 cá nhân nêu trên về tội nhận hối lộ để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân. Ngày 14 tháng 4 năm 2022, Bộ Công an đã đưa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Phạm Trung Kiên, chuyên viên vụ trang thiết bị và công trình y tế Bộ Y tế, nhận hơn 42 tỷ đồng của các đại diện doanh nghiệp, và ông Vũ Anh Tuấn, nguyên cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an để điều tra về hành vi nhận hối lộ hơn 27 tỷ đồng. Tổng cộng có đến 50 bị cáo liên quan tới vụ việc. Sau 3 tuần xét xử phiên tòa chuyến bay giải cứu, theo bản án sơ thẩm ngày 28 tháng 7 năm 2023, 4 bị cáo chủ chốt bị tù chung thân. 3 trong số 4 bị cáo bị án chung thân là những quan chức ăn hối lộ nhiều nhất để cấp phép cho các chuyến bay giải cứu, gồm Phạm Trung Kiên 42 tỷ, Nguyễn Thị Hương Lan 25 tỷ và Vũ Anh Tuấn 24 tỷ. Riêng bị cáo Hoàng Văn Hưng cũng bị kết án chung thân nhưng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do liên quan đến chạy án. Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng nhận hối lộ 21,5 tỷ đồng, bị tuyên án 16 năm tù. Các bị cáo còn lại trong nhóm nhận hối lộ, Đỗ Hoàng Tùng lãnh 12 năm tù, Nguyễn Quang Linh và Trần Văn Dự đều bị tuyên 7 năm tù, Trần Văn Tân và Nguyễn Thanh Hải chịu mức án 6 năm tù và Trừ Xuân Dũng bị kết án 3 năm tù về tội môi giới hối lộ. Nguyễn Anh Tuấn bị tuyên phạt 5 năm tù về tội đưa hối lộ. Mức án cao nhất dành cho bà Nguyễn Thị Thanh Hằng là 11 năm tù và ông Lê Hồng Sơn 10 năm tù, cùng hai tội hối lộ 100 tỷ. Bà Hoàng Diệu Mơ hối lộ 34,6 tỷ và ông Nguyễn Tiến Mạnh 27,8 tỷ, cùng lãnh 7 năm tù. Số 4. Đại án Việt Á, hai ủy viên Bộ Chính trị dính vòng lao lý. Đại án Việt Á là một ví dụ điển hình về tham nhũng có hệ thống, được đánh giá là một trong những đại án lớn nhất Việt Nam, cũng xảy ra trong nhiệm kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vụ án này đặc biệt nghiêm trọng với các tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về quản lý và sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa và nhận hối lộ. Đây cũng là vụ án có mức độ liên quan rất rộng, từ công ty Việt Á, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC ở các tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế và các đơn vị địa phương liên quan. Đến tháng 5 năm 2023, đã có 30 vụ án liên quan tới 107 bị can tại 25 địa phương, đơn vị, trong đó có 2 ủy viên Trung ương Đảng bị khởi tố và bắt tạm giam. Số tiền kê biên, phong tỏa của các bị can nộp để khắc phục hậu quả lên đến 16,70 tỷ đồng. Hai ủy viên Trung ương Đảng bị cách chức, chịu các hình thức kỷ luật của Đảng và Nhà nước và chịu án tù trong vụ án này là Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, 18 năm tù với tội nhận hối lộ, và ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, nhận án 3 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Do hàng loạt những sai phạm của cấp dưới, những đại án lớn xảy ra trong giai đoạn Covid, ông Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị cũng đã thôi chức trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Số 5. Nguyên Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và nguyên Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ từ chức do nghi vấn dính dáng đến các đại án về kinh tế. Gần đây, chính trường Việt Nam đã chứng kiến một loạt biến động lớn khi hai lãnh đạo cao cấp là nguyên Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và nguyên Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng loạt từ chức. Quyết định này không chỉ gây xôn xao dư luận mà còn đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến chống tham nhũng và tiêu cực kinh tế của Đảng và Nhà nước. Ông Võ Văn Thưởng từng là Chủ tịch nước và nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, là một trong những gương mặt trẻ lãnh đạo nổi bật với nhiều đóng góp trong công tác tư tưởng và văn hóa. Tuy nhiên, gần đây, ông đã đối mặt với nhiều nghi vấn liên quan đến các vụ án kinh tế lớn, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của ông và sự tin tưởng của nhân dân. Mặc dù chưa có kết luận chính thức từ các cơ quan chức năng, nhưng những nghi vấn này đã khiến ông phải đưa ra quyết định từ chức nhằm giữ gìn uy tín của Đảng và Nhà nước. Tương tự, ông Vương Đình Huệ, từng là Chủ tịch Quốc hội, cũng là một trong những lãnh đạo cao cấp có nhiều kinh nghiệm trong quản lý và điều hành kinh tế. Ông từng giữ nhiều vị trí quan trọng như Phó Thủ tướng Chính phủ và Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tuy nhiên, những nghi vấn liên quan đến việc quản lý và điều hành các dự án lớn đã khiến ông đối mặt với áp lực lớn từ dư luận và cơ quan chức năng. Việc từ chức của ông được xem là một bước đi cần thiết để tạo điều kiện cho các cơ quan điều tra làm rõ những nghi vấn này. Sự từ chức của hai lãnh đạo cao cấp này không chỉ là một cú sốc lớn đối với chính trường mà còn phản ánh quyết tâm mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước
trong việc đấu tranh chống tham nhũng và làm trong sạch bộ máy lãnh đạo. Điều này cũng gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng không ai được miễn trừ trong cuộc chiến chống tham nhũng, bất kể họ giữ vị trí nào trong bộ máy chính quyền. Tuy nhiên, để thực sự làm trong sạch bộ máy và khôi phục lòng tin của nhân dân, các cơ quan chức năng cần phải tiến hành điều tra một cách minh bạch và công bằng, đồng thời xử lý nghiêm minh những cá nhân vi phạm. Chỉ có như vậy, Việt Nam mới có thể tiếp tục phát triển bền vững và tạo dựng một môi trường chính trị, kinh tế, minh bạch, lành mạnh. Việc ông Võ Văn Thưởng và ông Vương Đình Huệ từ chức, dù là một tổn thất lớn đối với Đảng và Nhà nước, nhưng cũng là cơ hội để hệ thống chính trị của Việt Nam tự đổi mới và khẳng định cam kết với mục tiêu xây dựng một nhà nước pháp quyền, trong sạch và vững mạnh. Danh sách những trường hợp cán bộ cao cấp bị kỷ luật phải từ chức xử lý về pháp luật trong thời gian tới có khả năng còn nối dài vì còn nhiều vụ án lớn đang trong quá trình điều tra mở rộng. Thưa quý vị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đã nhiều lần khẳng định cuộc chiến chống tham nhũng phải tiến hành không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Có thể thấy, trong 3 nhiệm kỳ đảm nhiệm vị trí Tổng Bí thư của mình, ông vô cùng kiên định thực hiện phương châm đưa ra ánh sáng hàng loạt đại án gây thiệt hại nặng, khiến thất thoát hàng trăm nghìn tỷ đồng của nhà nước. Có thể thấy, trước nhiệm kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đối với Ủy viên Bộ Chính trị, trừ những người bị kết tội phản quốc, thì chưa từng có tiền lệ Ủy viên Bộ Chính trị phải đối mặt với những hình thức xử lý kỷ luật, bị mất chức hay ra tòa. Quý vị thân mến, để những vụ việc này được đem ra ánh sáng là cả một nỗ lực to lớn của rất nhiều người. Và tất nhiên, không thể không kể đến tầm nhìn và quyết tâm của người đứng đầu Đảng, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi đã tạo nên một khoảng trống không gì bù đắp nổi với Đảng và Chính phủ ta, để lại niềm tiếc thương vô hạn trong quần chúng nhân dân. Tuy ông đã đi xa, nhưng chắc chắn ý chí và sự kiên định của cố Tổng Bí thư trong công cuộc phòng chống tham nhũng sẽ vẫn còn mãi, là di sản vĩ đại Tổng Bí thư để lại cho các thế hệ lãnh đạo kế cận của Đảng và Nhà nước. Công cuộc chống tham nhũng, giữ cho lò lửa tiếp tục rực đỏ là cuộc chiến không khoan nhượng, đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm cao của toàn Đảng và toàn dân. Nhưng đó là cuộc chiến tất yếu để làm trong sạch bộ máy lãnh đạo, củng cố lòng tin của nhân dân, góp phần đem lại cuộc sống ấm no và thịnh vượng cho đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Xin lưu ý, nội dung video chỉ nhằm cung cấp thông tin và giải trí, không đại diện cho quan điểm chính thức của bất kỳ tổ chức nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hậu quả từ việc sử dụng thông tin trong video. Quý vị nên tự kiểm tra và tham khảo thông tin từ các nguồn đáng tin cậy. Các vấn đề chính trị phức tạp và đa chiều nên cần tiếp cận từ nhiều góc nhìn và nguồn thông tin khác nhau. Nội dung về chủ quyền và các vấn đề quốc tế chỉ nhằm phân tích và bình luận, không khuyến khích hay kích động bất kỳ hành động nào. Vâng, xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để theo dõi chương trình của kênh Việt Sử Toàn Thư. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.